Xin chào các bạn quay lại với Onichan. Toriko và Komatsu lúc này đã đến đền thờ Sokurin để học cách tôn vinh ẩm thực và tìm bong bóng trái cây. Chủ nhân của nơi này là một trong bốn huyền thoại của Gunmet. Nhưng khi bước vào thì lại liên tục bị ngôi đền tấn công. Dù Toriko cố gắng đánh trả, nhưng ngôi đền vẫn không dừng lại. Sư phụ chim bảo phải tin tưởng và tôn trọng. Đột nhiên cả ngôi đền lại bốc cháy. Nắm đấm đinh của Toriko cũng không dập tắt được ngọn lửa, nên ông ấy liền thể hiện, biến bàn tay thành một cái muỗng khổng lồ. Chỉ múc nhẹ một cái đã đưa ngọn lửa của cả ngôi đền vào tay của mình. Lúc này mặc dù đã vào ngôi đền, nhưng Toriko và Komatsu vẫn liên tục bị ngôi đền tấn công. Sư phụ chim bảo cậu phải tôn trọng ngôi đền bằng cả trái tim của mình. Khi họ nhắm mắt làm thử thì ngôi đền đã thực sự dừng lại. Toriko cứ nghĩ game là dễ, thì liền bị cây cột đập vào đầu. Vừa bước vào bên trong thì cả hai lại ngạc nhiên, vì có rất nhiều người ở đây học cách tôn vinh ẩm thực. Sư phụ chim tự hào nói hàng năm đều có 100.000 người đến đây để nhập học. Thậm chí tù nhân của Gunmet cũng được đưa đến đây. Lúc này ông ấy đã giới thiệu cho họ một thanh niên tên là Su. Khi biết anh ấy sẽ là người huấn luyện cho cả hai, thì Toriko liền nghi ngờ, vì thấy thanh niên này có vẻ yếu như sen. Thế là Su đã dẫn Toriko và Komatsu đi tham quan ngôi đền. Anh ấy nói khóa huấn luyện ở đây có 3 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Nếu muốn lấy được bong bóng trái cây bảo vật của ngôi đền, thì cả hai phải vượt qua bậc cao cấp. Nhưng Toriko chỉ muốn nhanh lấy được bong bóng trái cây. Su liền chỉ nó ở bên kia, khiến cả hai ngạc nhiên. Bảo vật của ngôi đền mà lại để ở ngoài này sao? Nhìn thấy những quả bong bóng lấp lánh, liền khiến Toriko thèm nhỏ dãi. Nhưng khi đưa tay chạm vào nó thì tất cả đều bị vỡ. Anh ấy chợt nhớ lại sư phụ chim từng nói, nếu không học được nguyên tắc ẩm thực thì đừng mơ chạm vào bong bóng trái cây. Nhưng Su lại nhận ra tiềm năng của Toriko như một con thú săn mồi, nên anh ấy liền bảo Toriko đấu với mình. Toriko còn sợ vừa chạm nhẹ thanh niên này đã té xỉu, nhưng nhìn thấy Su rất tự tin, nên Toriko liền lao đến tấn công. Không ngờ dù có đấm thế nào thì cũng không thể đánh trúng Su. Thế là anh ấy quyết định tung ra nĩa vào dao, nhưng Su vẫn chỉ cần xoay người là tránh được. Khi Toriko bắt đầu rất mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều calo, liền trách anh ấy, cậu chỉ biết chạy thôi sao, vậy thì lần này đến lượt tôi. Chớp mắt anh ấy đã cắt hết quần áo và cạo lông mặt cho Toriko. Toriko nhận ra Su không chỉ vừa né tránh và còn vừa tấn công. Đây chính là nghi thức ẩm thực sao? Lúc này Toriko quyết định tung ra cú đấm đinh, nhưng Su vẫn có thể dễ dàng chặn và né các cú đấm của anh ấy, khiến Toriko bị đơ như cây cơ. Su nói cậu có quá nhiều động tác dư thừa. Thế là Toriko chịu thua. Nhưng lần sau tôi sẽ thắng cậu, lần này đến lượt Komatsu. Cả hai sẽ thi thái sợ bất cãi. Komatsu vẫn nghĩ game là dễ, vì chỉ cần chưa đến một phút là cậu ấy sẽ thái xong. Không ngờ vừa bắt đầu chưa đến 10 giây thì Su đã làm xong, khiến Komatsu bị đứng hình. Vì Toriko đang quá đói bụng, nên Su đã dẫn anh ấy đi ăn. Không ngờ phải lấy đôi đũa dài 5 mét để ăn đậu. Sáng hôm sau thì 5 giờ sáng cả hai đã bị bắt thức dậy. Su đã cho Toriko và Komatsu bài tập đầu tiên. Cả hai phải tập thiền định giữ vững lòng biết ơn với ẩm thực. Nếu trong lòng có bất cứ ham muốn gì thì ngọn nến sẽ tắt. Vừa nghe đến được ăn sáng thì ngọn nến của Toriko liền tắt. Tiếp theo là học tư thế biết ơn. Nhưng nếu sai tư thế thì sẽ bị cây xương rồng tấn công, khiến cho cả hai bị te tua. Lúc này Su lại đưa cho Toriko và Komatsu một hạt hoa thịt nguội, bảo cả hai phải trồng và chăm sóc hạt giống này, và phải liên tục thể hiện lòng biết ơn với nó. Đến tối thì hạt giống vẫn không chịu nảy mầm. Toriko cứ nghĩ hạt này bị lét rồi, nhưng họ vẫn cố gắng thể hiện lòng biết ơn. Cuối cùng sáng hôm sau thì hạt giống đã nảy mầm, khiến cả hai rất vui mừng. Đột nhiên Su lại nói, hạt giống một đêm mới nảy mầm là quá chậm, nên cả hai lại cố gắng. Đến trưa thì cuối cùng hoa cũng nở. Những ngày tiếp theo Su nhận ra cả hai đã bắt đầu tiến bộ, vì họ đã duy trì được ngọn nến cháy trong 30 phút, nên Su liền tăng độ khó của các bài tập lên. Không ngờ đến tối cả hai lại có thể làm hạt giống nảy mầm rất nhanh, thậm chí là ra hoa, khiến Su ngạc nhiên. Đột nhiên lại có mấy con bướm lại ăn hoa của Toriko, khiến anh ta ức chế vừa vung nhẹ tay một cái thì đã phá luôn cả tòa tháp. Su giải thích đây là thành quả luyện tập của anh ấy, giúp Toriko tăng sự tập trung và loại bỏ các động tác thừa, làm cho Toriko rất vui. Tiếp đến là kiểm tra Komatsu, cậu ấy phải loại bỏ độc của con cá nóc này. Lần trước Komatsu đã rất khó mới lấy được độc của nó, không ngờ lần này cậu ta lại dễ dàng lấy túi độc ra. Lúc này họ đã tin vào nghi thức ẩm thực, còn sư phụ chim thì lại cảm nhận được có thứ gì đó đã tiến đến ngôi đền. Còn Toriko và Komatsu thì đã giữ được rất nhiều nến, khiến Su phải ngạc nhiên. Tiếp đến cây xương rồng cũng không tấn công cả hai nữa, hạt giống cũng nảy mầm nhanh hơn, nên Toriko và Komatsu đã có thể ăn uống thoải mái. Thế là Toriko đã thử cắt đôi một tảng đá khổng lồ, không ngờ lần này anh ấy đã không hề tốn sức, còn Komatsu thì cũng cắt được bắp cải nhanh hơn.
Su nói rằng họ đã nắm vững được nghi thức ẩm thực. Đột nhiên sư phụ Chinh lại từ trên trời nhảy xuống, liền tạo ra một lỗ trên mặt đất. Không ngờ lần này ông ấy lại quên luôn tên của Toriko và Komatsu. Ông Chinh nhận ra cả hai đã nắm được nghi thức ẩm thực, nên quyết định sẽ tự mình huấn luyện cho họ. Ông ấy dẫn cả hai đến một con đường đầy bong bóng, và nói cho họ biết con đường này sẽ dẫn đến bong bóng trái cây thực sự. Nhưng chỉ có thể chọn ra một người đi theo ông ấy, nên Toriko quyết định đi trước, để Komatsu ở lại ngôi đền. Lúc này Toriko chỉ biết đi theo sư phụ Chinh, nhưng anh ấy phát hiện đi mãi vẫn không thấy phía cuối con đường đâu, khiến cho Toriko bắt đầu mệt mỏi. Còn bên phía ngôi đền lúc này, thì Su và các trưởng lão cảm nhận được có thứ rất nguy hiểm đang tiến đến đây. Còn Toriko thì lại giống như thằng nghiện, vì không được ăn uống. Nhưng dù có đi mãi thì vẫn không đến nơi, khiến anh ấy gục ngã. Toriko nhận ra sư phụ Chinh tuy không ăn uống gì mà vẫn béo tốt. Cậu đừng xem thường ta, cơ thể ta đã nặng 1 tấn rồi đấy, liền khiến Toriko bị sốc. Thế là anh ấy đã nhớ lại cái lỗ mà sư phụ Chinh tạo ra khi rơi xuống. Bên phía của Matsu thì nhận ra ngôi đền đang tàn hình. Không ngờ bà lão này vừa hét lên thì liền ép ngôi đền phải hiện ra. Su nhận ra bà ấy là Chiyo, bạn đồng hành của sư phụ Chinh. Đột nhiên lại có một tên quái vật nhảy xuống. Bà ấy nói rằng lần này ta sẽ cho các ngươi xanh cỏ. Cô Matsu vừa chạy đến thì đã gặp lại cậu bạn thân của mình. Bên phía Toriko thì đã kiệt sức. Sư phụ Chinh nhận ra ngôi đền đang gặp nguy hiểm, nhưng ông ấy vẫn phải giúp Toriko hoàn thành thử thách. Bên trong Toriko lúc này thì anh ấy đã cho con quỷ tự tiêu hóa tế bào gung nét của mình, nên Toriko đã hồi sức trở lại. Nhưng cho dù Toriko có đi bao xa thì anh ấy vẫn không nhìn thấy điểm cuối đâu cả, khiến Toriko mệt mỏi và hoàn toàn gục ngã. Anh ấy cứ nghĩ lần này mình toang thật rồi. Lúc này Toriko đã nhớ lại tất cả nguyên liệu mình từng ăn và cảm ơn chúng vì đã tạo ra máu thịt của anh ấy. Đột nhiên những quả bong bóng trái cây lại bắt đầu hiện ra. Sư phụ Chinh nói cậu đã nắm giữ được ý nghĩa thực sự của tôn vinh ẩm thực rồi đấy, giờ thì hãy ăn nó đi. Không ngờ Toriko vừa ăn vào thì thấy nó rất ngon đến bật khóc. Cuối cùng Toriko cũng đã được hồi sinh. Sư phụ Chinh giúp Toriko gom bong bóng trái cây lại. Đến lúc ta phải quay về ngôi đền rồi. Thế là ông ấy liền bay đi với tốc độ bàn thờ. Còn lũ quái vật thì vẫn đang tấn công ngôi đền. Bà lão này review con quái vật đó chính là sản phẩm của Bisokukai, được kết hợp từ nhiều loại quái vật với nhau. Hóa ra bà ấy trở về đây là muốn lấy bí kíp ẩm thực của sư phụ Chinh. Không ngờ bà ấy lại quá mạnh, chỉ với một chiêu đã chém xuyên qua xương của thanh niên này. Thế là lần lượt từng người đều bị hạ. Còn cô Matsu thì đã gặp lại Take bạn thân của mình. Không ngờ hắn ta lại tiến đến và xin nhẹ một lỗ trên người cô Matsu. Bên phía bà già này thì đã hạ hết mọi người. Su thì lại bị tên quái vật này tấn công, nên Su liền móc dao ra phản công lại hắn, nhưng lại không thể làm rụng một cọng lông nách của hắn. Còn cô Matsu mặc dù bị đâm, nhưng cậu ấy lại nhận ra mình không bị mất miếng thịt nào. Take giải thích dao của hắn là dao hồi sinh, giúp cho nguyên liệu hồi phục trạng thái ban đầu. Cũng may sư phụ Chinh đã kịp quay về, nhìn thấy bà ta đã hạ hết mọi người ở đây, khiến ông ấy tức giận, liền giải phóng cơ bắp của mình. Sư phụ Chinh lấy muỗng một khoảng đất chỗ bà ta đang đứng, định đưa bà ta đến nơi khác đấu với mình. Không ngờ liền bị bà ấy đánh lén. Cô Matsu nhìn thấy tất cả mọi người đều đã bị hạ, khiến cậu bất lực liền gọi Toriko. Đột nhiên Toriko đã xuất hiện, mà còn biến thành siêu sai gia cấp 3, khiến cô Matsu rất vui mừng. Sư phụ Chinh nhận ra Toriko đã ăn hết bong bóng trái cây, mà còn làm chủ được nguyên tắc ẩm thực. Thế là ông ấy liền tạo ra hai cái muỗng, giam bà Chiyo lại với mình. Ông ta quyết định chơi khô máu với bà ấy. Đột nhiên tên quái thú lại chạy đến. Su cảnh báo Toriko nó rất mạnh, là sự kết hợp của hàng trăm quái thú tàn bạo lại với nhau. Nhưng Toriko vẫn rất bình tĩnh, và anh ấy đã tự cắt hết tóc của mình đi. Khi hắn tấn công thì chỉ một cái vẫy tay, Toriko đã cắt tay hắn ra thành từng khúc. Nhưng hắn đã lập tức mọc ra cánh tay khác. Toriko liền sử dụng nắm đấm đinh, khiến hắn liên tục bay đi cắm mỏ vào núi, cuối cùng là tan rã. Đến Toriko cũng không biết mình đã tung bao nhiêu đấm. Lúc này sư phụ Chinh cũng bước ra, nhưng không ngờ ông ấy đã thất bại. Bà ấy vẫn liên tục hành hạ sư phụ Chinh. Thế là bà ta đã bắt đầu nhắm đến Toriko. Ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của con dao 100 tỷ yên. Bà ta vừa vung dao thì Toriko đã cảm nhận được sát khí của bà ta, nên liền dùng nĩa làm lá chắn. Toriko lập tức nhảy lên và sử dụng cước dao. Su và Komatsu cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của nó. Nhìn thấy bà ta vẫn chặn được, nên Toriko liền tung cho bà ấy thêm vài cước. Khi bà ấy bay lên định chơi khô máu, thì Toriko liền bọc nĩa vào tay và đánh trực tiếp với bà ta, khiến cả hai đều bị bay đi. Cứ nghĩ bà Chiyo đã thắng, không ngờ hai cây dao 100 tỷ yên của bà ấy đã bị gãy. Hóa ra đó chỉ là dao giả, đây mới chính là dao thật của ta. Đột nhiên Take lại thông báo anh ta đã đến rồi. Hóa ra họ chỉ đang cầm chân mọi người.
để đợi thủ lĩnh của Bisoku Kai đến đây. Mặc dù hắn chỉ đang điều khiển một con robot GT, nhưng Toriko cũng cảm nhận được luồng khí đáng sợ của hắn. Hắn nói ta đã hoàn thành mục tiêu của mình, nên đến lúc trở về rồi. Trước khi về, Take còn thách thức Komatsu. Người nấu cốt nhất định sẽ là tôi và tôi sẽ chiến thắng cậu. Nhưng Komatsu cũng nói tôi sẽ không thua cậu đâu. Thế là bọn chúng đã biến mất. Toriko nhận ra tên điều khiển con robot đó chính là Sajun. Hóa ra bọn chúng đang chuẩn bị để tiến vào thế giới Gunmet. Còn Komatsu thì không hiểu tại sao Take lại thay đổi như vậy. Toriko nhận ra cậu ấy đã bị kim chất sành ăn vào cơ thể, nên anh ấy liền an ủi: tôi và cậu nhất định sẽ giúp cho cậu ta thức tỉnh. Nhưng vết thương của sư phụ Chinh quá nghiêm trọng, cũng may Chiru đã đến, nên chị ấy liền sử dụng dao hồi sinh phục hồi vết thương cho sư phụ Chinh. Toriko thì đã gom bong bóng trái cây lại để giúp cho ông ấy ăn hồi sức. Lúc này Chiru giải thích: dao hồi sinh được tạo ra từ các sinh vật có tế bào tái sinh có thể giúp hồi phục nguyên liệu, nhưng nó lại không thể hồi sinh những người đã chết. Lúc này sư phụ Chinh cũng đã tỉnh lại và nói cho cả nhóm biết bà Chiru gia nhập tổ chức Bisoku Kai là để tìm cách hồi sinh con trai của mình. Vì biết được thực đơn của Acacia có thể hồi sinh người chết, ông ấy nói rằng cần phải thông báo cho chủ tịch Igo biết. Bên phía chủ tịch Ichiyu lúc này thì đã tập hợp 20 thành viên cấp cao của mình lại. Sau khi ăn uống no nê thì ông ấy thông báo cho mọi người biết bọn Bisoku Kai đã hành động, nên họ sẽ chuẩn bị có một trận chiến với bọn chúng. Sau khi cuộc họp kết thúc thì ông ấy lại nhận được thông báo tứ thú sẽ xuất hiện. Nhưng chủ tịch Ichiyu vẫn không hề lo lắng và nói tứ thú chính là bài luyện tập cuối cùng dành cho mấy tên nhóc đó. Còn Toriko và Komatsu cũng đã chuẩn bị quay trở về, nên họ đã tạm biệt mọi người. Bên phía Sajun thì cũng được ăn bong bóng trái cây. Ông trùm của Bisoku Kai Midora thì đang ăn rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc chiến với chủ tịch Ichiyu. Còn các tứ thiên vương khác, Koko, Sunny và cả Yagra thì cũng đã lần lượt hoàn thành bài huấn luyện của chủ tịch Ichiyu. Nhưng tứ đại thánh thú cũng bắt đầu thức tỉnh. Lúc này thì mọi người cũng đã tập hợp lại với nhau để ăn uống thật đã trước khi khiêu chiến với tứ đại thánh thú. Ở bên ngoài thành phố thì Igo đã sơ tán tất cả người dân, nên hiện tại không còn một bóng người. Trong khi Toriko và Jebra thì đang dành ăn với nhau, Koko với Sunny thì ăn kiểu quý tộc. Bên phía Komatsu và Rin thì đã cùng với Terry quay về ngôi đền để học cách chế biến bong bóng trái cây cho nhóm của Toriko. Lúc này hơn 30 tỷ người dân đã tập hợp ở trung tâm thành phố. Ông viện trưởng Mang Sam lo lắng: lần trước tứ đại thánh thú thức tỉnh đã hủy diệt cả thành phố. Trong khi Toriko thì vẫn đang dành ăn với Jebra, vì cả đám ăn đến cái nịt cũng không còn. Cũng may Komatsu và Rin đã về đến, nên cậu ấy liền lấy bong bóng trái cây ra cho tất cả mọi người. Bong bóng trái cây lần này khác hẳn lần trước, vì nó đã được Komatsu chế biến. Khi vừa nếm thử bong bóng trái cây thì cả Koko và Sunny liền cảm nhận được vị ngon tuyệt vời của nó, giống hệt như bánh lăng tan ngay trong miệng của họ. Đột nhiên cả đám lại bắt đầu phát sáng, giống như đang biến thành Super Saiya. Lúc này Rin đã lấy đoạn video của chủ tịch Ichiyu cho cả nhóm xem. Ông ấy giải thích tứ đại thánh thú được chia ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc và đang tiến vào thế giới loài người, cho nên tứ đại thiên vương phải chia thành bốn hướng để chặn chúng lại. Nếu một người thất bại thì cả tỷ người dân sẽ bị chúng nuốt chửng. Khi ông chủ tịch đang cảm xúc nói các con chính là niềm tự hào của ta, thì Jebra liền cúp máy vì thấy ông nói nhiều quá. Lúc này ba con pet của Toriko, Sunny và Koko cũng tập hợp lại. Rin hỏi Jebra: pet của anh đâu? Nó đến rồi. Đột nhiên một con ngựa vằn chúa đã xuất hiện, nhưng hóa ra con ngựa này là Jebra thó của người ta. Khi tất cả người dân đang lo lắng vì sắp làm tâm sĩ răng cho bọn tứ đại thánh thú, thì bọn tứ thú cũng đã xuất hiện. Con đầu tiên là rùa bạo chúa cấp 100, con thứ hai kỳ lân đầu heo, con thứ ba là vua bạch tuộc Lai Kinh Công, con cuối cùng là vua sư tử. Thế là nhóm của Toriko cũng bắt đầu tách ra. Bên phía quân đội không muốn phụ thuộc vào tứ thiên vương, nên đã tập hợp binh lính để chống lại tứ thú. Họ liền lấy đồ chơi con nít ra tấn công bọn chúng. Khi ông chỉ huy đang tự tin với đống đồ chơi của mình, thì ông ấy nhận ra đống đồ chơi này không đủ gãi điếc cho chúng, nên liền bị chúng tiễn hết vào tiệm ve chai. Cũng may lúc này nhóm tứ thiên vương đã xuất hiện. Jebra sẽ đấu với con rùa, Sunny thì đấu với con bạch tuộc, Koko với con kỳ lân đầu heo, còn Toriko thì đấu với con mồng lèo này. Rin và Komatsu thì đang núp lùm quan sát Toriko. Thế là vua sư tử đã bắt đầu tấn công Toriko, nhưng Terry lại di chuyển quá nhanh, nên nó không thể cắn trúng anh ấy. Toriko liền cho nó một đấm vào bụng, khiến nó liên tục bị bật lại, nhưng nó vẫn không suy nghĩ gì. Nhìn thấy nó có vẻ rất mạnh, nên Toriko liền chạy lại gần và đo thử level của nó. Không ngờ level của nó lại là 127, khiến Toriko phấn khích muốn chơi nghiêm túc với mồng lèo này. Bên phía Sunny thì cũng đo được con bạch tuộc là cấp 132, nhưng anh ấy lại thấy sao tên này gớm quá vậy. Koko thì đo được con heo này cấp 140. Jebra thì đéo thèm đo con rùa,
tao chơi khô máu với mày. Toriko tiếp tục xong lên dùng song quyền đấm mồm lèo. Còn con heo thì bắn axit vào Coco, nên anh ấy liền giải phóng áo giáp độc chơi khô máu với nó. Sunny thì dùng tóc biến thành con quỷ, liền cho con bạch tuộc một đấm cấm mỏ. Zebra thì cũng bắn âm thanh vào con rùa. Nhìn thấy tứ thiên vương đang chiếm ưu thế, khiến tất cả mọi người đều vui mừng. Nhưng con mồm lèo này không hề yếu, liền quay lại phản công Toriko. Sunny thì bị con bạch tuộc cho dính tường, Zebra thì lại bị con rùa cho ăn đạn. Coco cũng bị dính axit của con heo, khiến mọi người bắt đầu quay xe lo lắng. Tứ thiên vương mà thua thì họ còn cái nịp. Nhưng lúc này nhóm của Toriko vẫn tiếp tục đứng lên. Bên phía Coco thì lại không hề sợ độc của con heo này. Sunny cũng đã nắm vững nguyên tắc ẩm thực, nên anh ấy có thể dễ dàng điều khiển 1 triệu bó tóc. Còn Zebra thì giải phóng ra một quả cầu âm thanh. Mày đừng có láo với tao. Cô Matsu và Rin đã lấy đoạn video của ông chủ tịch ra xem, và phát hiện phần cuối ông ấy nói: thật sự không có 4 đại thánh thú, mà chỉ có một con duy nhất. Và cũng có một thứ rất nguy hiểm đang điều khiển bọn thánh thú này. Liền khiến cô Matsu và Rin bất ngờ. Lúc này Toriko quyết định sẽ một mình đánh với con mồm lèo. Nhìn thấy nó né được cước dao của mình, anh ấy tiếp tục sử dụng nĩa tấn công nó, liền khiến nó nằm ngửa ra đất. Còn Coco thì sử dụng mũi tên độc bắn vào con heo, khiến cơ thể của nó bị nhiễm virus, và anh ấy liền kết liễu nó bằng cây giáo độc của mình. Còn Sunny lúc này thì đã sử dụng tóc của mình giữ con quái vật lại, thế là anh ấy cũng cho nó một đấm bị gặp ông bà. Bên phía Zebra thì đã dùng âm thanh vào cánh tay của mình, và anh ấy đã đấm vỡ mồm con rùa này. Cứ nghĩ đã thắng, đột nhiên Rin lại gọi điện báo cho cả nhóm biết tứ thú không phải 4 con mà chỉ có 1 con. Không ngờ bọn tứ thú liền chui xuống lòng đất, nên nhóm của Toriko liền đuổi theo bọn chúng. Hóa ra bản thể thực sự của chúng nằm dưới lòng đất. Toriko nhận ra nó đang nằm ở trung tâm thành phố, nơi mà tất cả mọi người đang tập hợp lại. Trong khi cả thành phố đang vui vẻ vì nhóm tứ thiên vương đã chiến thắng, thì nhóm Toriko vẫn đang đuổi theo bọn tứ thú. Đột nhiên những cái rễ cây lại mọc ra khắp thành phố. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện, liền khiến mọi người đều bị đái trong quần, làm cho cả thành phố đều rơi vào hỗn loạn. Khi nó chuẩn bị hấp thu con người, thì liền cảm nhận được 4 con quỷ ở phía sau mình. Mặc dù nhóm của Toriko vẫn chưa đến, cũng may Tepe đã đứng ra giữ chân nó. Lúc này Zebra đã về đến, thì ra mày mới là thằng bố láo. Anh ấy cảm nhận được nó đang hấp thụ tứ thú, thế là tất cả mọi người cũng về đến. Đột nhiên họ lại nhìn thấy tên quái vật này đang biến đổi, và nó đã biến thành tứ thú thực sự. Tên hôi miệng này tiếp tục thả ra một chất khí xanh lè xanh lét lên trời, liền tạo ra một cơn mưa. Coco nhận ra đây là cơn mưa độc, nếu con người bị trúng chất độc này sẽ chết trong 1 giờ nữa. Anh ấy liền bảo cô Matsu hãy lập tức quay về tìm Yuda, cùng với ông ấy chế tạo thuốc giải độc. Thế là nhóm tứ thiên vương đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng con quái vật vẫn nở một nụ cười tự tin. Đột nhiên Zebra lại tự mình lao lên trước. Anh ấy liền tạo ra một quả cầu âm thanh tấn công hắn, và tiếp tục cho hắn một đấm. Nhưng hắn vẫn không suy nghĩ gì, liền cho Zebra một đấm cấm mỏ vào tường. Lúc này Coco cũng xông lên bắn tên độc vào hắn, nhưng lại bị hắn đánh bay đi. Con rắn của Sunny thì quấn chặt tứ thú, và anh ấy liền dùng tóc của mình đấm hắn. Không ngờ hắn lại có thể truyền chấn động đó vào con rắn của Sunny, thế là anh ấy cũng bị tứ thú hạ gục. Đến lượt Toriko xông lên, nhưng anh ấy vẫn bị hắn hạ gục. Lúc này Rin và Terry đã chạy đến đo cấp độ của hắn, không ngờ hắn lại là cấp 320. Bên phía của Matsu thì đã quay về gặp Yuda. Ông ấy nói điều chế 100 triệu bình thuốc giải trong 1 giờ là không thể, khiến cô Matsu lo lắng. Có cần ta giúp không? Hóa ra bà Setsuno cũng đến. Mặc dù có bà Setsuno đầu bếp hạng 2 giúp đỡ, nhưng Yuda nói họ vẫn còn thiếu người. Lúc này Chiru đầu bếp hạng 15 cũng đến, cùng với Lightbearer đầu bếp thế giới ngầm hạng 17. Và cũng có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng khác đến giúp cô Matsu, khiến cậu ấy rất vui. Yuda liền nói đã đến lúc chúng ta nấu thuốc giải rồi. Bên phía tứ thiên vương thì vẫn đang bị đánh sấp mặt. Rin nhận ra level của tứ thú vẫn không ngừng tăng lên, hiện tại đã là cấp 350. Đột nhiên lại có một cái cây mọc ra che mưa cho nhóm Toriko. Hóa ra TP cũng đến giúp họ. Còn Toriko thì bảo Rin hãy đi giúp mọi người, nếu không họ sẽ bị tan chảy bởi chất độc của tứ thú. Nên Rin cùng với Terry liền rời đi. Đột nhiên TP lại rời đi và nói rằng công việc giải quyết tứ thú là của thợ săn các cậu. Hóa ra đây là lời nói của chủ tịch nhờ TP chuyển cho cả nhóm, khiến họ ức chế. Lão già dám xem thường bọn tôi. Bên phía cô Matsu thì Yoda đang hướng dẫn mọi người cách làm thuốc giải độc được tạo ra từ một loại nấm tên là Mochi. Nhưng đây lại là nguyên liệu đặc biệt, nên họ không đủ nguyên liệu để chế tạo đủ thuốc cho 100 triệu người, liền khiến cô Matsu lo lắng. Còn nhóm Toriko lúc này thì đã giải phóng tế bào quỷ của mình bắt lấy tứ thú. Họ liền tung ra một đòn kết hợp với nĩa của Toriko, nhưng lại chỉ là mũi chích inox với tứ thú.
Thế là cả đám lại bị hắn hạ một lần nữa. Nhưng nhóm của Toriko vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đứng lên chơi khô máu với tứ thú. Còn Komatsu khi biết chỉ có thể cứu được 50 triệu người, thì cậu ấy liền xin, hãy cho tôi 10 phút. Trong vòng 10 phút tôi sẽ tìm ra cách nấu thuốc giải đơn giản nhất. Lúc này đầu bếp độc dược hạng 19 cũng xuất hiện. Anh ấy nói có thể khống chế chất độc trong vòng 3 tiếng, liền giúp mọi người có thêm thời gian. Thế là Komatsu đã lập tức vào một căn phòng để suy nghĩ cách chế biến thuốc giải độc. Cậu sử dụng cách trộn nấm mochi với gạo, nhưng cậu ấy phát hiện không thể trộn đều chúng với nhau. Ở bên phía người dân thì đầu bếp độc dược đang chỉ mọi người cách bấm huyệt để kéo dài thời gian chất độc phát tác. Khi mọi người đang lo lắng vì đã 8 phút trôi qua, thì bà Setsuno và cả Chiru đều tin tưởng vào Komatsu. Vì lần trước cậu ấy đã nghĩ ra cách chế biến bong bóng trái cây, cho nên Komatsu chính là một thiên tài ẩm thực. Trong khi em gái này vẫn không tin Komatsu có thể làm được, thì cậu ấy cũng đã trộn được gạo và nấm. Còn nhóm của Toriko thì vẫn đang tiếp tục bị ăn hành. Dù Toriko sử dụng bao nhiêu nắm đấm đinh, thì vẫn không làm rụn một cọng tóc của tứ thú. Lúc này cả nhóm đã bắt đầu kiệt sức, nhưng tên tứ thú vẫn không ngừng mạnh lên. Ở bên ngoài lúc này, khi mọi người nhận ra đã không còn thời gian nữa, thì đột nhiên Komatsu đã chạy ra thông báo. Tôi đã làm xong rồi, cách chế biến thuốc giải đơn giản nhất, liền khiến mọi người ngạc nhiên. Thế là họ liền bắt đầu cùng nhau chế biến thuốc giải. Komatsu không ngờ tất cả đầu bếp trên thế giới cũng giúp cậu ấy chế tạo thuốc giải, khiến Komatsu vui mừng. Thế là Komatsu lập tức livestream hướng dẫn mọi người cách tạo ra thuốc giải. Không ngờ cách chế biến của Komatsu chưa đến 3 phút đã làm ra thuốc giải. Thế là hơn 5 triệu đầu bếp đã bắt đầu cùng nhau chế biến. Giờ chỉ còn trông cậy vào nhóm của Toriko tiêu diệt tứ thú. Ở bên này thì cả bọn đang bị đánh sắp mặt lờ. Sunny nghĩ lần này chúng ta sẽ chết thật ư? Jebra và Coco nhận ra là do chất độc của tứ thú đã làm cho tế bào của họ yếu đi. Đến cả Coco cũng không kháng lại được nó. Đột nhiên bụng của Toriko lại kêu lên vì đói. Hóa ra anh ấy nhớ đến chủ tịch từng nói, thịt của tứ thú rất ngon, liền làm cho cả đám bắt đầu nhìn vào con tứ thú, và tưởng tượng đến lúc được ăn nó, làm bụng của cả đám liên tục đánh trống. Thế là bọn họ liền đứng dậy quyết tâm phải ăn cái tên này. Tứ thú tiếp tục tấn công cả nhóm, và bắn cho họ một viên đạn tạo ra một vụ nổ. Cũng may Jebra đã sử dụng âm thanh dịch chuyển cả nhóm về phía sau. Lúc này Toriko nhớ lại một bí thuật mà chủ tịch đã dạy họ từ nhỏ, nhưng buộc cả bốn người phải kết hợp sự thèm ăn lại với nhau. Khi tứ thú định tấn công họ một lần nữa, thì Terry đã xuất hiện cản nó lại. Cả Quinn và Keith cũng đến cầm chân tứ thú, cho nên nhóm tứ thiên vương đã có thời gian sử dụng bí kỹ và nhớ lại những gì chủ tịch Ichiru đã dạy họ. Nhưng muốn sử dụng chiêu này, thì cả bốn người đều phải có cùng cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Lúc này ba con cái của họ đang bóng hành cho tứ thú, cắt đứt tay chân của nó. Mang Sam nhớ lại hồi xưa ở thế giới hung nét, tổ tiên của cả ba đã từng chiến đấu với tứ thú hàng ngàn lần. Đột nhiên tứ thú lại mọc ra rất nhiều cánh tay. Thế là nó liền bắt lấy Terry và điên cuồng tấn công, khiến cho Terry hoàn toàn bị đánh bại. Còn nhóm của Toriko vẫn đang kết hợp cơn thèm ăn, nhưng lại thất bại, nên họ liền làm lại một lần nữa. Tứ thú ta muốn ăn mày. Thế là cả bốn tế bào quỷ của họ liền hiện ra, kết hợp sự thèm ăn lại với nhau. Trong khi ba con tế của họ đều đã bị hạ gục, thì cuối cùng bí kỹ thèm ăn cũng đã hoàn thành. Khi tứ thú chuẩn bị tiến tới ăn cả bọn, thì đột nhiên tứ thú lại cảm nhận được mình giống như một miếng thịt nằm trên dĩa của tứ thiên vương. Lúc này trước mặt tứ thú là một quả cầu màu vàng, khi nó há miệng ra giống như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Thế là nhóm Toriko đã điều khiển nó lao vào ăn tứ thú, liên tục giúp quả cầu to ra. Mặc dù tứ thú có khả năng hồi phục vô hạn, nhưng với quả cầu thèm ăn này thì nó không thể làm được gì. Nhìn thấy tứ thú đang bị ăn mòn, khiến tất cả mọi người đều vui mừng, vì niềm tin mà họ đặt vào nhóm tứ thiên vương đã đúng. Cuối cùng tứ thú cũng đã bị ăn sạch, cho nên nhóm của Toriko đã được nghỉ ngơi. Còn Tepe lúc này thì đang đuổi theo một kẻ khả nghi. Bên phía Toriko nhìn thấy ba con cái của mình vẫn an toàn, khiến họ rất vui mừng. Còn con ngựa của Jebra đã hộ tống Komatsu đến đây để đưa thuốc giải cho tất cả mọi người. Lúc này bên trong bao tử của tứ thú đã nứt ra, thả tất cả mọi người bị nó ăn vào bụng ra ngoài. Sunny liền lấy tóc tạo ra một cái lưới khổng lồ bắt lấy họ. Cuối cùng phần thịt của tứ thú đã rơi xuống, tạo ra một tảng thịt khổng lồ, khiến nhóm Toriko thèm nhỏ dãi. Các đầu bếp vui mừng chuẩn bị nấu thịt tứ thú. Trong khi những người khác đang đem thịt tứ thú về, thì Jebra lại ngồi ăn vụng. Lúc này tất cả đầu bếp cũng bắt đầu chế biến và tạo ra rất nhiều món ăn từ thịt của tứ thú. Thịt của tứ thú đã được chia cho tất cả mọi người trong thành phố. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Toriko ăn, khiến Toriko rất vui vì thịt của tứ thú rất ngon. Video hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Onichan trong các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mãi yêu.